Vào ngày 13 tháng 10 năm 2012 vừa qua, Hệ thống Đào tạo Công nghệ Thông tin Quốc tế CNC Aptech tổ chức phát bằng cho 206 sinh viên với tỷ lệ xếp loại giỏi là 79%, còn loại khá là 21%. Bằng cấp này là bằng cấp quốc tế được Aptech Ấn Độ ủy quyền và công nhận trên toàn thế giới, được cấp cho những học viên hoàn tất các khóa học lập trình viên, kỹ thuật viên quốc tế và quản trị mạng quốc tế. CNC Aptech được thành lập vào tháng 5 2004 là sự kết hợp của Công ty Tinh học Công nghệ cao CNC và Tập đoàn Đào tạo Công nghệ Thông tin Quốc tế Aptech Ấn Độ. Đến nay, trung tâm đã đào tạo hơn 3.000 lập trình viên. CNC còn được vinh dự nhận các danh hiệu như ngôi sao xuất sắc, đơn vị đào tạo xuất sắc. Trong năm 2012, có hơn 40 nhà tuyển dụng nhân lực công nghệ thông tin đã tin tưởng và tuyển chọn các sinh viên tốt nghiệp từ Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế CNC Aptech. Các sinh viên CNC Aptech được đào tạo những công nghệ mới nhất, làm đồ án trong mỗi học kỳ, kỹ năng mềm, ngoại ngữ, dễ dàng tìm được việc làm phù hợp vì đáp ứng những yêu cầu của nhà tuyển dụng. CNC Aptech đảm bảo 100% sinh viên ra trường sẽ có công việc làm ổn định. CNC Aptech là đơn vị đã có thành tích 100% sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong gần 10 năm hoạt động.